chí cho rằng Gia An không nên cố níu kéo Phương, kẻo mất cả Phương lẫn Mai Anh. Là người có lòng tự trọng cao và hiểu chuyện, Phương, Việt Hoa không để bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh phải nói ra, đã chủ động xin nghỉ việc một thời gian để tránh mặt Gia An, Lãnh Thanh. Có lẽ cô muốn tránh mặt cho đến khi Gia An tổ chức đám cưới xong xuôi. Tuy nhiên, dù xác định phải cưới Mai A, nhưng Gia An không gặp được Phương, anh rất khó chịu. Anh tìm cách liên hệ với Phương, Chí, Trung Tuấn thấy vậy nên khuyên can bạn. Chí cho rằng Phương không muốn gặp Gia An thì dù anh có xuất hiện trước mặt Phương thì cô cũng coi như tàng hình. Chí khuyên Gia An cần làm bây giờ là để cho Phương được yên cũng như để cho bản thân An được yên. Chí phân tích, không một cô gái nào lại đi đâm đầu vào một người sắp có cả trâu lẫn nghé. Chí khuyên Gia An đừng hy vọng vào một mối quan hệ mà biết trước kết quả bằng không. Anh cảnh báo cậu bạn thân, cẩn thận kẻo mất cả Chí lẫn Trài, mất Phương và Mai Anh cũng bỏ đi. Bà Lan làm điều gì đó khiến Lan Chi nói với Gia An rằng bà Lan đang muốn rũ bỏ trách nhiệm với Mai Anh. Mai Anh, Minh Thu sau khi bị mẹ tát, có lẽ đã đi bà uống rượu say, khiến Lan Chi, Thục Anh lo lắng phải đi tìm. Lan Chi nói với Gia An, nếu bố mẹ Mai Anh biết chuyện cô đi uống rượu say xỉn thế này thì loạn mất. Gia An cũng không muốn bà nội biết. Anh lấy làm lạ khi Mai Anh say như vậy vẫn nhớ số điện thoại của anh để gọi. Sự thật là nó nhớ tất cả những gì về cậu, Lan Chi nói và trách Gia An chỉ coi Mai Anh như trò đùa. Gia An dặn Lan Chi ở lại chăm sóc Mai Anh. Lan Chi nhắc nhở Gia An về nói với bà, nếu muốn rũ bỏ trách nhiệm thì nói thẳng đi. Câu này khiến Gia An không hiểu Chi đang nói gì. Chi còn nhắn nhủ thêm, đừng để Mai Anh hy vọng để rồi tất cả vỡ vụn. Lan Chi đang ám chỉ điều gì về bà Lan? Thank you.